Hello, xin chào các bạn nha. Đây, mình đã phát hiện một con kính râm ở trên vít này các bạn. Đấy, đấy, nó đang trốn này các bạn. Trốn. Giờ sao bắt nó ta? Đây, mình sẽ đi vòng lại đằng sau. Ủa rồi, đó. Phát hiện mình rồi. Trèo lên cao rồi các bạn. Đó. Nó trèo đây rồi các bạn. Đó. Trèo lên cao này các bạn. Đó. Rồi xong, đến lá luôn. Đuôi rất là dài đó, các bạn thấy không? Bây giờ sao giờ? Rút cây dọa khỉ. Không biết đi đâu rồi. Bye bye, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào.